Xin chào quý khách đã đến với công ty thiết bị kỹ thuật Enfer của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm Motor Cầu Nâng 2 Trụ RYDER 4014MB. Là một thành phần quan trọng trong hệ thống cầu nâng. Được sử dụng phổ biến trong các gara, xưởng sửa chữa ô tô để nâng và hạ các loại xe ô tô phục vụ việc sửa chữa và bảo dưỡng. Giúp tạo ra lực nâng cho cầu. Đóng vai trò then chốt trong việc điều khiển chuyển động lên xuống. Sau đây là thông số kỹ thuật của Motor Cầu Nâng 2 Trụ RYDER 4014MB. Mã sản phẩm 4014MB điện 1 pha do Enfer nhập khẩu và phân phối. Công suất 3HP chia 2,2 kW. Áp suất 18 bar. Dung tích dầu 12 lít. Chuyên dùng cho cầu nâng 2 trụ. Để biết thêm chi tiết, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua website hoặc số điện thoại trên màn hình. Xin cảm ơn!